Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức CFP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp dạy học hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy tiếp tục dạy bài số 1, giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ. Bài học hôm nay thầy giúp các em nắm vững tính chất giá trị lượng giác của các góc đặc biệt. Biết sử dụng máy tính FX580VNX để tìm giá trị lượng giác của một biểu thức lượng giác. Bây giờ chúng ta học bài mới. Mục 2 nhỏ tính chất. Thầy cho nửa đường tròn đơn vị như trên hình vẽ. Và thầy cho góc XOM bằng alpha. M phẩy đối xứng với M qua trục OI. Khi đó ta có góc XOM là bằng 180 độ trừ alpha. Bởi vì góc M phẩy OA phẩy bằng góc alpha. Khi đó ta có IM và IM phẩy bằng nhau. Mà IM bằng IM phẩy bằng X0. Điều đó chứng tỏ rằng sin của góc alpha và sin của góc 180 độ trừ alpha là bằng nhau. Vậy từ đây chúng ta có suy ra sin alpha bằng sin của 180 độ trừ alpha. Đây là tính chất thứ nhất. Công thức này người ta gọi là sin bù, có nghĩa là hai góc alpha và 180 độ trừ alpha là hai góc bù nhau. Sin bù có nghĩa là sin của hai góc bù nhau thì bằng nhau. Thầy mô tả bởi công thức số liệu như sau. Trước hết các em thấy góc 38 độ và góc 142 độ là hai góc bù nhau. Thì sin của hai góc này bằng nhau và bằng 0,62 tại thời điểm mà điểm M đang còn dừng ở trên hình vẽ. Bây giờ thầy cho điểm M thay đổi để các em quan sát. Các em thấy sin 0 độ bằng sin 180 độ và bằng 0. Các em thấy tiếp sin 90 độ thì bằng 1. Sin 180 độ thì bằng 0. Bây giờ các em có nhận xét chi về XM và XM phẩy là hai hoành độ của điểm M và M phẩy. Hai hoành độ này là đối nhau bởi vì do điểm M và M phẩy đối xứng nhau qua trục OI. Vậy từ đây chúng ta có tiếp, ta có XM bằng trừ XM phẩy, mà XM thì bằng cosin của alpha, XM phẩy thì bằng cosin của 180 độ trừ alpha. Vậy thì từ đây ta sẽ có công thức sau đây: cosin alpha bằng trừ cosin của 180 độ trừ alpha. Hai số đối nhau thì muốn viết biểu thức hai số đó bằng nhau thì chúng ta phải thêm dấu trừ ở trước một trong hai số đó. Các em có thể viết chữ âm sang bên cột alpha cũng được. Đây chính là công thức thứ hai nói về tính chất của các giá trị lượng giác, đó là cosin alpha. Bây giờ thầy cho các em một biểu thức dưới giá trị của alpha thay đổi. Các em quan sát 55 độ và 125 độ là hai góc bù nhau. Thế thì cosin góc này bằng trừ cosin góc kia.
và tại thời điểm như trên màn hình thì nó bằng 0,58. Bây giờ thầy thay đổi để các em quan sát. Chúng ta sẽ quan sát trường hợp đặc biệt thứ nhất. Đó là cosin 0 độ bằng trừ cosin 180 độ và bằng dương 1. Trường hợp tiếp theo là góc bằng 90 độ. Các em thấy cosin của 90 độ bằng 0 và cũng bằng trừ cosin của 90 độ. Các em quan sát trường hợp thứ ba là góc alpha bằng 180 độ. Thì cosin 180 độ bằng trừ cosin của 0 độ và bằng âm 1. Vậy từ đây chúng ta sẽ có công thức sau đối với tan alpha và cotan alpha. Tan alpha sẽ bằng trừ của tan 180 độ trừ alpha. Công thức này chúng ta lấy sin alpha ở trên chia cho cosin alpha ở dưới thì chúng ta được tan alpha sẽ bằng sin của 180 độ trừ alpha chia cho trừ cosin 180 độ trừ alpha, tức là bằng trừ của tan 180 độ trừ alpha. Bây giờ thầy sẽ cho một biểu thức chứa các góc alpha thay đổi. Các em thấy góc 48 độ và góc 132 độ là hai góc bù nhau, thì tan góc này sẽ bằng trừ tan góc kia. Và tại thời điểm như trên màn hình, thì hai giá trị này cùng bằng nhau là bằng 1,11. Thầy thay đổi, các em quan sát. Các em lưu ý rằng tan của 90 độ thì không xác định. Còn tan của 0 độ hoặc tan của 180 độ thì bằng 0. Từ đây chúng ta có công thức cotan như sau. Cotan alpha sẽ bằng trừ cotan của 180 độ trừ alpha. Và thầy cho các em một biểu thức góc alpha thay đổi. Tại thời điểm trên màn hình thì ta thấy góc 44 độ và góc 136 độ là hai góc bù nhau, cho nên cotan góc này bằng trừ cotan góc kia. Và tại thời điểm như trên màn hình là chúng ta được giá trị đó bằng 1,04. Công thức này các em hiểu, lấy vế trái của công thức thứ hai mà chia cho vế trái được của công thức thứ nhất thì chúng ta được cotan alpha bằng trừ cotan của 180 độ trừ alpha mà chia cho sin 180 độ trừ alpha là bằng trừ của cotan của 180 độ trừ alpha. Như vậy chúng ta đã có bốn công thức nói về tính chất của hai góc bù nhau. Trong công thức này, các em nhớ công thức ban đầu, người ta gọi là công thức sin bù. Sau đó, các công thức khác ở đằng trước có thêm dấu trừ. Như vậy là chúng ta cảm thấy rất dễ nhớ. Và tên gọi của hai vế là như nhau. Bây giờ chúng ta sang tìm cái giá trị lượng giá của các góc đặc biệt. Giá trị lượng giá của góc đặc biệt. Bây giờ trên nửa đường tròn lượng giá thì những góc đặc biệt là những góc như sau. Trước hết là 0 độ, 90 độ, 180 độ và thêm những góc sau đây. Góc 30 độ. Các em quan sát trên màn hình thấy rời cái vị trí điểm M đến góc 30 độ. Bây giờ các em sẽ tam giác vuông OMH. Trong tam giác vuông này thì góc MOH bằng 30 độ, cho nên MH là bằng nửa cạnh huyền, tức là bằng 1/2, vì sin 30 độ bằng 1/2.
OH chính là đường cao của nửa tam giác đều OMH, mà đường cao của tam giác đều có cạnh bằng 1 thì đổi dài đường cao sẽ bằng 1 nhân căn bậc 2 của 3/2. Do đó OH bằng căn bậc 2 của 3/2. Tiếp tục chúng ta xét góc đặc biệt tiếp theo là góc đặc biệt 45 độ. Thầy di chuyển điểm M lên góc 45 độ. Khi đó các em thấy tứ giác OKMH là một hình vuông có đường chéo của hình vuông này bằng 1. Do đó cạnh hình vuông bằng căn bậc 2 của 2/2. Vậy sin của 45 độ sẽ bằng căn bậc 2 của 2/2 và cosin của 45 độ cũng bằng căn bậc 2 của 2/2. Bây giờ tiếp tục chúng ta xét góc đặc biệt kế tiếp, đó là góc 60 độ. Thầy rời điểm M lên vị trí góc 60 độ. Thì các em thấy tam giác MOH là một nửa tam giác đều. Ta có góc MOH bằng 60 độ và góc OMH bằng 30 độ. Thế thì cái cạnh OH sẽ bằng nửa cạnh huyền, mà cạnh huyền bằng 1, về OH bằng 1/2. Tức là cosin 60 độ bằng 1/2. Và chiều cao của nửa tam giác đều này chính là MH sẽ bằng cạnh huyền nhân căn bậc 2 của 3/2, tức là 1 nhân căn bậc 2 của 3/2. Vậy ta có sin của 60 độ bằng căn bậc 2 của 3/2. Đó là những góc đặc biệt các em cần lưu ý. Khi M trùng với điểm có tọa độ 1,0, khi điểm M trùng với điểm 1,0 ở trên trục hoành, thì điểm M này có tọa độ 1,0, cho nên cosin của góc 0 độ bằng 1 và sin của góc 0 độ bằng 0. Khi M trùng với điểm có tọa độ 0,1 thì điểm M và điểm K trùng nhau như trên hình vẽ. Do đó cosin của góc 90 độ bằng 0 và sin của 90 độ thì bằng 1. Thì cho điểm M trùng với điểm có tọa độ -1,0 thì khi đó sin của 180 độ bằng 0, cosin của 180 độ bằng -1. Bây giờ chúng ta sẽ lập bảng như sau. Cái dòng thứ nhất là dòng của góc alpha. Cái cột thứ nhất là giá trị lượng giác sin alpha, cosin alpha, tan alpha và cotan alpha. Bây giờ thầy sẽ ghi lại cho các em giá trị lượng giác của sin alpha từ 0 độ đến 180 độ, đó là những góc đặc biệt ở trên màn hình. Đầu tiên là sin 0 độ thì các em thấy nó bằng 0. Sin của 30 độ bằng 1/2, các em nhìn ở trên trục tung. Sin của 45 độ bằng căn bậc 2 của 2/2. Sin của 60 độ bằng căn bậc 2 của 3/2. Sin của 90 độ bằng 1. Sin của 180 độ lại trở thành bằng 0. Bây giờ chúng ta qua cái ghi giá trị của cosin alpha. Cosin của 0 độ bằng 1. Các em nhìn cosin của alpha là đổi dài OH nằm trên trục hoành. Cosin của 30 độ bằng căn bậc 2 của 3/2. Cosin của 45 độ bằng căn bậc 2 của 2/2. Cosin của 60 độ bằng 1/2. Cosin của 90 độ bằng 0 và cosin của 180 độ bằng -1.
Từ đây chúng ta sẽ xây dựng giá trị lượng giá của tăng alpha và cô tăng alpha. Tăng alpha bằng sin alpha đến cô sin alpha. Do đó chúng ta có công thức sau. Tăng alpha sẽ bằng sin alpha trên cosin alpha. Cho đó tăng không độ thì bằng 0 chia cho 1 bằng 0. Tăng của 30 độ bằng 1 phần 2 chia cho căn bậc 2 của 3 trên 2 sẽ bằng căn bậc 2 của 3 trên 3. Tăng của 45 độ bằng căn bậc 2 của 2 trên 2 chia cho căn bậc 2 của 2 trên 2 bằng 1. Tăng của 60 độ bằng căn bậc 2 của 3 trên 2 chia cho 1 phần 2 bằng căn bậc 2 của 3. Tăng của 90 độ bằng 1 chia 0, tức là không xác định, chúng ta gạch bằng 2 gạch. Và tăng của 180 độ thì bằng 0 chia cho âm 1 thì bằng 0. Và tương tự như vậy, các em sẽ xây dựng công thức cho cotang của alpha. Bây giờ thì hướng dẫn các em nhớ trên đường tròn lượng giá. Ở trên đường tròn lượng giá, các em nhớ chủ yếu là nhớ hàm số sin alpha và cosin alpha. Các em sẽ vẽ một góc 30 độ, một góc 45 độ, một góc 60 độ. Đây là ba góc chúng ta cần phải nhớ nhiều nhất. Còn các góc 0 độ, 90 độ, 180 độ thì nó quá dễ nhớ. Thì bây giờ các em nhớ cho thầy là trên trục hoành hoặc trên trục tung, các số tăng dần từ 1 phần 2 đến căn bậc 2 của 2 trên 2 đến căn bậc 2 của 3 trên 2. Các số này rất dễ nhớ. Các em thấy các số này đều có mẫu bằng 2. Tử là đều căn bậc 2 của các số tự nhiên 1, 2 và 3. Căn bậc 2 của 1 trên 2 tức là 1 trên 2. Số thứ 2 là căn bậc 2 của 2 trên 2. Và số thứ 3 là căn bậc 2 của 3 trên 2. Thế từ đó các em nhìn vào giá trị này là các em hiểu 1 phần 2 chính là cosin của 60 độ. Đến giá trị này chính là cosin của 45 độ. Đến giá trị này là cosin của 30 độ. Ở trên trục tung các em cũng hiểu như vậy. Từ 1 phần 2 tăng lên căn bậc 2 của 2 trên 2, tăng lên căn bậc 2 của 3 trên 2. Tất cả các mẫu này cũng bằng 2. Tử số đều là căn bậc 2 của 1, 2 và 3. Nếu các em quên thì các em có thể dùng máy tính để các em kiểm tra lại giá trị lượng giá của các không đặc biệt này. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang sửa một bài tập sau đây. Bài tập cho tam giác ABC hãy tính sin A nhân với cột của B cộng C cộng với cột A nhân với sin B cộng C. Chúng ta có 4 đáp án. Thế thì trong tam giác thì các em nhớ rằng tổng ba góc luôn luôn bằng 180 độ. Vậy chúng ta sẽ giải như sau. Ta có góc A cộng góc B cộng góc C thì bằng 180 độ. Thì ở trên cái biểu thức này thì các em thấy góc B cộng góc C là bằng 180 độ trừ góc A. Cho nên chúng ta thay vào để chúng ta tính. Bây giờ thầy viết lại biểu thức bằng tiếp. Sin A, thầy viết lại. Góc B cộng góc C thì bằng 180 độ trừ góc A, cho nên nó nhân với cột của 180 độ trừ A. Cộng tiếp, cột A nhân với sin B cộng C, tức là nhân với sin của 180 độ trừ A. Nhớ công thức sin bù thì cột của 180 độ trừ A sẽ bằng trừ cột A. Sin của 180 độ trừ A thì bằng sin A. Cho đó chúng ta viết tiếp. Bằng trừ sin A nhân cột A cộng với cột A nhân sin A. Đây là hai cái biểu thức nối nhau, cho nên cộng lại nó triệt tiêu. Vậy nó bằng 0. Vậy đáp án đó chính là đáp án A. Bây giờ thầy hướng dẫn các em giải trên máy tính như sau. Góc A cộng góc B cộng góc C thì bằng 180 độ. Cho nên nó đúng với mọi góc ABC mà miễn sao tổng của chúng bằng 180 độ. Thì giá trị của nó không bao giờ thay đổi. Do đó chúng ta chọn góc A bằng 100 độ, góc B cộng góc C bằng 80 độ, hoặc là chúng ta chọn như thế nào để cho tổng ba góc bằng 180 độ, để sau đó chúng ta bấm máy tính. Bây giờ thầy hướng dẫn. Thầy chọn góc A bằng 100 độ, góc B cộng góc C bằng 80 độ, như vậy là tổng của ba góc này bằng 180 độ. Thầy vào menu 1 và thầy nhập cái biểu thức trên, thay bởi góc A bằng 100 độ
góc B cộng góc C bằng 80 độ và thầy nhấn bằng thì nó ra kết quả. Đây là một thủ thuật các em cần phải lưu ý. Bây giờ các em quan sát trên màn hình. Thầy trở về menu 1. Thầy nhập sin của 100 độ. 100 độ đóng ngoặc. Các em nhân với cốt của 80 độ thì các em phải mở ngoặc. Cốt của 80 độ, 80 chấm chấm chấm, đóng ngoặc một lần nữa, cộng với cốt 100 độ, đóng ngoặc, nhân tiếp, mở ngoặc, sin của 80 độ, cộng đóng ngoặc, cộng nhân bằng, nó ra kết quả bằng 0. Vậy thì chúng ta chọn đáp án đó là chính đáp án A, bằng 0. Như vậy qua bài học hôm nay các em cần phải nắm được cái giá trị lượng giác của góc đặc biệt ở trên đường tròn đường giác. Bên cạnh đó chúng ta phải nắm được cái tính chất sin mù của các góc từ 0 độ đến 180 độ. Và qua cái bài tập thì giải cho các em bằng phương pháp tự luận để các em vận dụng công thức. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy YouTube Lê Minh Đức CSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.